Neon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Thiệt là nhắn đi làm sao? Cho mọi người ạ. Bún chay. Ông Lãnh gọi là bún mắm chay đó. Anh tự làm đúng không? Anh tự làm chứ em. Anh tự làm chứ em. Mời thêm chóc lên. Bao nhiêu công sức chiều hôm qua quá sướng luôn không? Trên thang điểm 10 thì món này đạt nhiêu điểm ạ? Anh tự tin như vậy. Nó không cầm trong cái thang đó được em. Nó không cầm trong cái thang đó được em. Cái nào cầm ăn mùi rồi. Cái món đấy là món kia rồi anh. À, món đấy là món bún mắm nếm cháy vậy. Bún mắm nếm cháy à? Dạ thôi, được cái chưa được thôi. Cắt mà bán bộ của ăn một lý nữa là anh còn đòi một chén để em làm rau hẹt đúng không? Ok. Chưa mà đến đây lặt rau đồ một hẹt thời gian. Em mơ. Dạ, đây là Huế với Quảng Nam cách nhau khoảng 100 cây. Cách nhau khoảng 100 cây hả anh? Cây đúng luôn. Các tỷ giả. Ôi, cô gái hồng da. Qua đây đổ tô bún chay nè em gái ơi. Em thì nhiều bún nha. Chả đâu. Chả gì mà cho chú rí nữa. Ăn ít tô giả em. Mập. Ủa chả này em mua mà anh Vinh. Để gì mà em mập. Trời ơi cứu tôi với, cứu cuộc đời tôi với. Đây mua ngon quá. Đã chơi ngon. Chưa biết nhiều gì là anh sẵn luôn. Bún nhiều quá. Ở đây nghệ sĩ là người ta giữ dáng giữ heo thôi mà bún nhiều cái gì. Giữ gì thằng này. À sao đó của anh Vinh hả? Em mới kêu là buồn nó đi em, buồn nó đi. Không. Ăn lát xin lên không có đâu. Anh mới coi nữa rồi. Bóp một nửa đó. Không có cãi. Để bóp nha. Bóp. Đang được lên nhau. Thôi anh em là lạc rồi. Chị Dạ cảm nhận món ăn như thế nào? Nó nhạt nhẽo như ẩm vậy. Ở đây nha. Không phải là em ăn mặn queo rồi. Chị Ngân cảm nhận món ăn như thế nào? Nó lạ, mà nó lạnh lắm. Nó khi nào nó lạnh như đó. Nhưng mà từ đầu tiên ăn đó, cái gì nó lạ vậy? Nó lạ gì vậy? Mắm anh. Đồ chay thôi. Bún mắm chay. Ngon lạ. Không, miếng đầu tiên ăn như thấy nó dở nha. Giờ ăn miếng thứ 2, thứ 3. Thì cái cũng vậy mà dính. Ok. Sao mà sao bỏ sụt chay với nhau đi. Bỏ sụt chay với sụt chay răng không? Hãy miếng dao cho em, cho cổ quên. Ờ, anh Vinh anh tâm đắc cái món này lắm. Anh nói là anh làm cái món này ngon dữ lắm. Anh sẽ làm lên cho mọi người ăn. Để nói chung ăn rồi thấy ok á. Thực ra thì cái món này á cũng là xét về điểm là khoảng 8.5 thôi. Nhưng mà thêm cái tình cảm vô là 3.5 nữa là nó lên 12 điểm á. Thiệt là chẳng biết làm sao. Anh yêu em yêu thì khó. Ngày đầu tiên mới gặp em anh như người say mơ. Lòng em sống vậy sao? Anh chẳng tin, anh chẳng nghe anh nói. Thiệt là chẳng biết làm sao. Khi ta quen đã bao ngày rồi. Mà ngại gì hỡi người ơi, sao không cùng nhau xanh bước chung đường. Nhà thì cũng đến rồi thôi. Xin chào anh, mai gặp nhau anh nhé. Thiệt là chẳng biết làm sao. Thiệt là chẳng biết làm sao. Thiệt lòng yêu sớm vậy sao?
vậy? Nói gì kìa anh. Cái cuối cùng đi. Rồi tiếp. 1 2 3 Cố tình cho tôi nghe bên đây. Không lẽ giờ tôi đẩy bên đây. Không được. Tôi phải đẩy bên đây thôi. Tôi phải đẩy bên đây thôi. Ê, hay quá. Hay quá hả ta? Trời ơi, người ta đi về miền Tây em trúng thủy lắm. Em đi một đường thôi. Ok. Thôi 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 thôi. Đâu phải ai miền Tây cũng trúng thủy như em đâu. Chị Ngân đeo khẩu trang rồi. Chị Ngân đeo khẩu trang hả? Chị Ngân đeo khẩu trang. Đẹp. Quên. Anh về miền nào? Miền Trung, miền Trung, miền Trung. Đắk Lắk rồi đó. Miền Trung đất bồi phù sa. Đó là anh em mới chơi hả? Giọng mạnh lên em nhóm nha. Em hy vọng sao anh hối hận vì quyết định này nhóm. Thật chưa? Rồi ok. 1, 2, 3 1, 2, 3 để em suy nghĩ nha. Anh Giang thì Thuận. Đấy. Anh Giang thì Thuận. Đấy. Thuận tay trái. Đúng rồi. Đừng ai nhắc gì hết, đừng ai nói gì hết nha. Nhưng mà nhiều khi anh Giang anh đổi ý. Không. Anh nghiêng bên phải. Thôi đừng nói gì hết. Đừng nói gì hết. Em phân tâm. Ủa chứ nãy đội em 3-4 người đúng rồi. Nhưng mà anh Giang thường thường á, thói quen của anh là làm gì cũng bên tay trái trước. Đúng rồi. À. Tự nhiên anh nói chuyện đúng rồi vậy. Anh nói chuyện đúng rồi. Ờ đúng rồi. Anh nói đúng rồi. Anh nói đúng rồi. Quá. Cái nghiệp MC. Cái nghiệp MC. Sao hay thật vậy? Quên nó nghe âm thanh ha. Cái rồi coi Giang nó ra bột không? Đúng rồi. Mà người ta chơi là cái này là gọi là ịn bột. Còn nó quánh nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Không phải chị Ngọc chị kêu em á. Mạnh lên chị Ngân. Mạnh lên. Nghe một cái bắp. Trời ơi, muốn mà chăn cái não người ta ra luôn. Trời ơi là trời. Không phải, chị Ngọc phải nhờ cái chữ đúng rồi của anh á. Tỉnh thôi. Bữa qua nhà anh chơi cái con anh gặp nó. Không, không hợp, không hợp. Hàng chi là vậy á. Nó tiên đoán trước. Ôi xin lỗi anh Giang, không phải em đâu. Phải chị Ngọc đó hả? Em á là thi 80% không lùi. À là em suối hả? Không phải, thấy nhẹ quá, nó không có ăn vui á. Không vui vậy là vui vậy. Nhưng mà đâu phải anh Giang là đội nào vậy? Anh là bên đội tăng cường á. Ờ đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tự nhiên lại ra cái bộ tụi đây. Này luôn. Đừng có thoại nữa, đừng thoát quên, nữa. Listen. Rồi, bây giờ mắc cười có chuyện gì nào vậy? Lại ông tôi ở bụi này. Tôi sẵn sàng chưa? Anh Giang ơi, nói đi. 1, 2, 3 Em, giọng nói của anh Giang. Anh Giang lúc nãy á. Anh Giang lúc nãy á. Anh Thôi rồi đừng cười. Để em nghe giọng cười của anh Giang. Hồi nãy anh chọn trái rồi. Thì hậu lẽ anh lại chọn trái rồi. Em đoán là anh Giang á, lần này có thể ảnh nhiều khi ảnh đi theo con đường cũ. Đây, nhưng mà anh Giang thường á, lần này có thể ảnh nhiều khi ảnh đi theo con đường cũ. Đây, nhưng mà anh Giang thường á, ảnh sẽ làm bên này không, lại sẽ làm bên kia. Rồi bên kia. Tôi thấy anh, tôi nói anh không nói tụi chết chứ. Bên này á, bên đội bên này có những tiếng cười báo động. Đúng à, phải à, gì à? À, anh Giang á, thường thường là anh bên bên kia rồi là giờ anh sẽ qua bên đây. Anh là giọng lực. Tôi nghe rõ như giọng chú lực à. Anh Giang hả là nãy bên kia rồi thì chắc chắn lại sẽ làm bên đây cái tiếng lực. Đúng không? Đúng rồi. Đó là một thủ thuật để nhắc. Không sao đâu. Không, bây giờ mình mọi người im lặng, mọi người mình đừng nói. Mình mới có cặp hai cặp thôi mà. Đúng. Nhưng rồi. Mà vui quá, cặp này vui quá. Còn lần tôi nghĩ cặp này chơi luôn, cặp này vui quá. Nhỏ này làm như anh bị gì em vui nó hả Ngọc? Nhưng mà coi mặt anh kìa. Nó nói đâu là đúng tới đó. Vui lắm. Bây giờ không cười nữa nha. Đứa nào cười là vòng ngoài là tự xử một cái luôn. Ok. Anh ở nhà để em canh anh.
Rồi, vô đi. Em còn cái đúng không? 1, 2, 3. Cái này mới khó nè. Nãy trái rồi, xong rồi phải. Xong rồi, không lẽ bây giờ anh lại trái nữa. Không thể. Em nói đó, anh Giang không thể nào mà theo quy luật tự nhiên chạy được. Đó mọi người, anh Giang á, anh phải có một chút xíu mưu mẹo, một chút xíu lắc leo. Nhưng mà nhiều khi anh chọn bên này để anh đánh lừa em, nhưng mà anh Giang phải chọn bên này. Anh Giang phải chọn bên này. Anh Giang phải chọn bên này. Không có cười. Sao không có cười vậy? Sao không có cười? Ngân nó có đẹo này không? Không có cười. Bạn ơi cười môi. Em mắc cười chứ. Em rất cười, em cười môi. Khoan, khoan. Dạ cười môi. Ngân nó có đẹo này không? Có. Đó, dạ cười môi anh. Em ơi đàng hoàng. Dạ, đây là dạ cười môi. Người mình làm tôi thương nhất lại là người làm tôi đau á. Là, này, không lẽ anh Giang, anh làm trái rồi, không lẽ anh trái nữa. Mình trái nữa, anh dạ. Còn cái gì anh. Dạ cười. Dạ nó báo động dai mà. Chiếu ba đi. Cái lúc mà là Ngân nó là chắc chắn anh Giang sẽ bên trái. Cái là dạ cũng không có gì hết trơn nó cũng. Nhưng mà Ngân nó thì không, anh Giang mà không đoán được là bên phải nó giảm. Chứ giống như là chết. Dạ vậy đó. Tên đẹp rồi, cái này người ta gọi là gì? Suy luận tâm linh tương thông. Đó là vì em hiểu anh Giang. Mà anh Giang cứ chắc chắn á, cho nên lúc nào anh Giang cũng há miệng ra nè. Mà mỗi lần xong là cứ bột nó miệng. Dây lồ này tao há miệng làm gì? Bột không để mà sao bột đến mặn quá vậy? Không há miệng mà ăn được 1 ký rồi đó. Mặn nha, mặn nha. Nhưng mà không nha, nhưng mà lời nguyền đúng nha. Anh Giang vô đội nào nữa tôi nha. Bây giờ có kêu vô nữa nha. Tôi chính là người của ban tổ chức. Luôn phái tôi vô những cái đội mà ba người. Tại vì ban tổ chức cũng không thích tôi lắm. Thôi nhưng mà cặp này vui lắm, chơi thêm một lần nữa được không? Bây giờ mình không chơi cái bông, mình chơi cái búa không? Chơi. Có khác gì cái búa đâu. Chơi. Người ta là đẩy nhẹ vậy thôi. Chơi. Còn nó là cái mặt anh ngoại trừ cái con mắt ra sao, chỗ nào cũng đầy bột. Cái ngớ cổ mà nè, nhìn nó cũng banh đà gì đó. Đánh theo đi. Ai? Ê, có những cú cười không ai hiểu. Cú cười không ai hiểu à? Cười không ai hiểu. Xì xăm trước, xì xăm trước đi. Có thật sự là biết đeo không? À, nhìn ngược ha. Xì xăm đó, xì xăm đó. Tôi cần săn sóc viên. Gọi sẵn tiếng trên cho tôi. Rồi, ok, đã có anh trai. Trước khi mà làm em có một cái sự thương lượng với anh trai. Ok. Tụi mình có những dự án chung với nhau. Oh yeah. Nếu như em có vấn đề thì anh trai cũng kẹt. Anh hiểu mà, không sao đâu. Tôi nghĩ đó không phải là lý do chính đâu. Lý do là mấy cái này nè anh nghĩ. Đó, giờ này kinh tế cũng khó khăn. Anh ra lực thử cho Như yên tâm nè. Anh lấy bên này nhanh vậy. Học dở mà. Học dở mà. Không, hổn trời đánh. Ông dám đánh anh mình. Bây giờ mình ban tổ chức mua giùm tôi 2 trái sầu riêng được không? Thôi bây giờ chơi đi. Tụi tôi chơi đi. Chơi đi kìa. 1, 2, 2. Ê. Ủa? Được. Đây là con phong thủy. Không thủy ra thôi. Không thủy là phong thủy thôi. Được rồi. 3, 2, 1. Không hỏi là nó không ra. Hỏi giống ra. Hỏi đi anh ra gì? Em ra gì? Em ra cái búa. Em ra cái búa. Dạ. 1, 2, 3. Một cái búa đầy sự mưu mẹo. Nhưng mà trước sau thì chẳng được. Bây giờ ai trước? Ai thụi trước? Thụi trước. Để thụi. Thụi chị bất tỉnh luôn là chị khỏi chơi vòng hai. Em nói nghe nè, tại vì em không có thời gian để đi sửa lại một số chỗ đó. Nên anh giúp em. Anh chưa bao giờ nặng nề với phụ nữ, ngoại trừ Lan Ngọc thôi. Em bắt đầu đếm nha. Anh lực thuận bên nào? Anh thuận tay trái. Anh thuận tay trái của anh trái. Trái là bên này. Ủa? Trái là bên phải chị đó Như. À, trái là bên phải. 1, 2, 3. Ba. Em qua chưa? Qua rồi. Qua xong rồi. Ngay tay lắm, thuận cái tay lắm. Thuận cái tay lắm. Mưu thuận cái tay lắm. Thôi chị bên đội nào vậy? Mưu mèo lắm nha. Cái tài lắm. Đừng có bắt chước anh Giang mà đúng rồi nha.
Đúng không vậy? Bà Lan Ngọc ác kìa, thuận cái tay lắm mà hồi nãy ta mới giao lưu người ta thuận tay trái rồi. Thuận cái tay lắm. Ủa? Đồng đội. Là em bác đứng đội em đó. Có thật sự là chung một đội bánh ngon quá vậy, có gì có bánh ngon. Bánh gì? Bột chứ bánh. Bột thì chưa làm gì làm. Anh đã làm nhẹ mà đâu làm mạnh đâu. Anh Luật, người trong gia đình mà anh Luật. Anh làm nhẹ lắm. Hồi nãy là anh mới thụi bên tay phải đúng không ạ? Tay trái, tay phải của em. Hay thì bóc phương hướng hả? Không có việc được trái phải. Bà loạn hướng rồi. Rồi 3, 2, 1. Qua chưa? Rồi xong rồi. Sao Ngọc? Ngọc nói cậu ơi, có thuận cái tay không? Đó. Con rồi em. Tôi tin em. Tôi tin em. Sao hả Ngọc ơi? Chị nghĩ em nên ịnh vô mặt nó một cái. Ủa sao thật sự chung một đội không? Sao anh tin em vậy? Ủa rồi dán sao tôi tin em nữa nha. Có ai tư vấn cho em không? Bây giờ nè, giờ em thắng không? Em muốn thắng. Bịt miệng Ngọc lại. Chỉ có một cách đó thôi, không có cách nào anh khác. Anh và anh bịt miệng với Ngọc kìa anh Vinh. Em bịt mắt lại chưa? Em bịt mắt rồi. Rồi em đếm đi. Ủa đếm luôn hả anh? Em muốn đếm đếm. Giờ, muốn... giờ không lẽ anh không tha cho em một cái? Anh tha, cũng này anh tha. Anh tha đúng không? Đúng rồi. Anh tha. Em xin phép. Đếm đi. 1, 2, 3. Hỏi đi, hỏi Ngọc nói chuyện chơi. Không có hỏi nhưng mà nghe cái bụt là tôi biết rồi. Sao biết được? Tôi biết là thuận dữ lắm rồi. Hỏi Ngọc đi. Hỏi hỏi Ngọc ơi, có thuận không Ngọc? Hồi nãy tôi nghe lý trí nè. Không không không. Vậy là chắc mình nghịch rồi. Mất nghịch. Như vậy là tiến luận 3 lần đều chính xác 3 lần. Tất cả là em nên liên hệ Linh Dương Lan Ngọc. Tôi nghĩ vậy nè, bây giờ mình đừng chơi gì nữa. Tất cả đứng một phía, một mình Ngọc ngồi đây thôi. Tất cả đứng một phía, một mình Ngọc ngồi đây thôi. Thiệt á? Rồi chơi thôi chứ. Chơi nó cười ai biết. Tôi thấy chắc bên nghịch rồi. Tiếng lần nói là tôi nghĩ chắc bên nghịch rồi, là không phải là bên trái nữa. Cánh ai chơi lại? Nhưng mà đâu ai vậy mà chị Như ngờ ngạc ra đến mức độ. Hai lần bên này là đổi qua đây tiếp rồi. Trời ơi nghĩ là người ta đó ra trong sao? Lúc em bình mắt có một bàn tay vàng khều em kêu qua bên này đi làm mẹ dạ đi dễ lồ đó, dễ lồ đó. Thằng lồ anh tha đúng không? Đúng rồi anh tha. 1, 2, 3. Lồ hết hồn hết vía. Tự nhiên cái mặt nói rất là căm phẫn luôn á. Thằng lồ thôi nói thằng vàng đi. Trời ơi. Tại vì em nghĩ là nếu mà chị qua bên này nữa lần thứ ba anh Luật sẽ biết. Trời ơi, chị qua bên trời này. Ơi, sao mà biết được, sao mà biết tất cả được. Là do cái tiếng cười của cái chị Ngọc. Cái điều quan trọng đó là cái lồ này là đội của chị Lu. Không. Thôi, mình mới có Luật đi à, còn Luật về nữa, Luật về ok lắm. Rồi, vô. Ê, không có cười mồi nha. Không, anh coi đàn bé nè. Ủa chứ chẳng lẽ em cười cho anh không cười cho đồng đội em. Anh ơi, anh nói anh thương em mà ba cú là vô chính điện không anh? Không phải em ơi, tại vì anh nghĩ là hai trái một phải. Rồi, Luật đếm đây. 1, 2, 3. Trời ơi, quá vừa tầm. Phải trái. Hỏi Ngọc kìa nhớ. Bên phải phải không Ngọc? Còn quá. 1, 2, 3. Phải như nó thuận lực. Không sợ kẻ thù mạnh. Chỉ sợ lòng nói chung là em bị tôi thao túng tâm lý rồi. Tập trung thôi. Thôi tiếp tục đây. Tiếp tục. Nói mèo thôi, mèo không có kẹo ngược lại. Rồi em vậy. Không biết cái phải. Nhưng mà tự nhiên giờ có được quyền nhắc là sao trời? Có ai nhắc em đâu. Anh không có ai nhắc đâu. Như vậy là hồi nãy Luật thắng 3. Mà bây giờ bà Như đã thua một lần rồi, cho chơi nữa Luật cũng thắng. Thôi kệ chứ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà vẫn phải
ơi, anh sao á? Sao á, anh cho tao chơi. Ác gì được quá. Ác gì đâu anh ơi, anh em không à. Rồi. Cho tôi mở mắt được không? Sợ rồi, tôi sợ cho tôi không được lòng mấy bạn này, cái tôi mất. Nó kéo con nhỏ này lên tôi chết luôn à. Không có chơi gian à, kéo nhỏ lên không nha. Không đâu, không ai làm không gì đâu. Không có kéo, ai kéo luôn. Ai mà kéo. Tụi em thích anh hoảng sợ vậy đó. Đúng rồi. Bây giờ nè, Lan Ngọc, để trò chơi cho nó công bằng, em không được nhắn mà không được mỉm cười. Cũng không được gì hết trơn á, đồng ý không? Tất cả đều không được nhắn hết. Ừ, ok vậy anh đi. Ok. Rồi. Anh tin em, anh tin em. Tin dạ. Không ai được nhắn. Rồi. Rồi, nói đi. 1, 2, 3. Hay quá vậy. 1, 2, 3. Hay quá vậy. Hay vậy. Ủa sao hay vậy? Không hỏi luôn hả Như? Không anh. Cảm ơn em thôi. Im lặng để mà chơi cho đàng hoàng. Ba, ba đó là cánh chim. Cho hay ra. Cho em hỏi chúng không? Thẳng mặt. Kéo lên đi. Nhìn mặt. Cuối cùng tôi làm em nhẹ nhàng lắm. Sao em quánh tôi muốn gãy cổ luôn. Sao mạnh bằng tôi hồi nãy Ngân. Ngân nãy đang ban thưởng cho tôi mà. Một cái bộp. Ok thôi vậy mấy đứa nhắc đi cho vậy. Nó nhắc vậy mười chục con nhắc ra. Ờ chứ không nhắc đau đớn quá. Không nhắc đau đớn quá. Rồi vậy thôi anh cho nhắc rồi. Anh cho nhắc rồi. Nhưng mà nhắc không có nhắc lộ. Nhắc tinh tế. Nhắc tinh tế. Nhắc tinh tế. Rồi 1, 2, 3 đi. 1, 2, 3. Rồi. 1, 2, 3. Rồi. Ủa ai vậy? Sao hay vậy trời? Sao hay vậy? Như mở mắt ra Như. Như mở mắt ra Như. Sao hay vậy? Dương ba con biết con sai rồi Dương ba. Con anh Như kêu nhân gạo trắng. Con đánh ai mà con đánh 2-3 lần. Dương ba lớn nhưng Dương ba có cảm xúc. Thường là một chạm. Dương ba nghe bụp bụp. Con chơi hai cánh luôn. Dương ba tại lộn nó suối con. Tại lộn nó suối con. Thằng lồn. Lại là thằng lồn. Thằng lồn. Mà chung đội mà không lẽ em suối được. Thằng lồn nó chửi con Dương ba. Nói chung là vừa rồi là Khả Như là dù có thắng 2 lần liên tiếp nhưng mà vẫn thua ở lượt trước. Bởi vì lượt là lượt thắng 3 lần. Khả Như là mà cũng thua luôn rồi anh. Đoán mò, đoán mò sao mà cũng trúng được 2 cái. Bây giờ còn người chưa chơi đó là Lan Ngọc. Nhưng mà đội em cũng thua luôn rồi. Đâu, thua không phải chơi. Hồi nãy tôi thắng rồi, không cho tôi chơi đâu. Nói chơi. Ủa sao dùng cái này dối luôn rồi. Ê, để xong anh muốn em phải chết. Thôi em sợ quá, tự nhiên bây giờ sợ quá. Xuống. Em không có tin ai hết á, giờ em không tin ai hết. Giờ em cứ thẳng tay cho anh. Trong cái đội này em không tin ai hết. Tao cái cuộc hồi nãy nè. Tao cái trận hồi nãy nè. Quán tô xì, đeo vô. Nghiêm túc, ở ngoài mình có thể nhắc nhưng mà phải có 2 phe. Phe nhắc đúng và phe nhắc không đúng. Để cho người ta tự hiểu. Chứ còn có một người cái người hé hé là người ta biết rồi. Bây giờ đừng ai đụng chạm vào luôn không? Chơi đang ngoài nghiêm túc. Rồi, nghiêm túc. Ủa sao tự nhiên tới nói cái nghiêm túc vậy? Nãy giờ tôi không nghiêm túc. Ủa chứ tôi cũng đâu nghiêm túc đâu. Không, nãy giờ anh là nghiêm túc nhất luôn á. Nghiêm túc, ổng tôi cũng lòng phổi luôn á. Có ai nhắc gì đâu. Có ai nhắc gì đâu. Chị Ngọc. Em chứng kiến nữa. Chơi ra, tới công chuyện về, ông mạnh lắm hả? Quá tù xì đi. Em không tin ai trong này hết đó chị. Em bán gì tôi. Đi ra cái bao. Đi ra cái bao đúng không? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ồ, hay lắm. Trời ơi kìa, chị Ngọc khép kẹp người ta luôn rồi kìa. Hôm nay đàng hoàng nha, rồi kéo mặt xuống đi. Chơi đàng hoàng nghiêm túc. Mình chỉ có hỗ trợ cười thôi. Trời ơi, em không tin ai hết. Mà cái lượt cuối là tôi bị chơi đúng không? Không. Nãy giờ là được chơi hết, anh bị. Nãy giờ là được chơi hết. Mà quan trọng là chơi ăn gian hay chơi đàng hoàng thôi. Anh nghĩ sao mà anh không bị chơi. Vậy thì tôi chơi 3 vòng luôn. Rồi, nói đi. Nói chuyện em đi. Em nói trước đúng không? Em nói trước đúng không? Em nghe nè. Chị chơi đàng hoàng với em. Nha, nhớ đàng hoàng nha. Đúng rồi, bởi vì em là khách mời. Những người đến đây luôn được đối xử tốt. Không, em có coi mấy tập rồi chị. Chính gì vậy mà không khách mời nào xuất hiện lần 2. Để em đi. Yellow, em đây. Chị Thuận thế nào chị Ngọc?
Chị thuận tay trái nha anh Luật. 1 2 3. Rồi, ok. Rồi, chọn đi. Nhanh nha. Ha ha ha. Ha ha ha. Là bên phải đó. Ha 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 là đúng bên phải. Ví dụ như là ha 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 ha, không phải bên phải. Ha ha ha. Thở đi vàng. Nín thở rồi. Ha ha. Đầu tiên. Ha ha ha. Ha ha ha. Con nít nó lớn lên, nó học, mình phải cho nó học viết bằng tay phải. Đây. Em xin phép được chọn. Xong. Em tưởng chị chọn đúng rồi đó. Thấy chưa, thấy chơi đàng hoàng chưa? Tay phải của chị mà. Khán giả xin hỏi đàng hoàng không? Hồi nãy chơi sao? Hồi nãy nói sao? Anh Giang vừa nhắc chị ha ha là phải rồi đó. Tuyệt vời, em yêu hết. Còn ha 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 mới là không phải. Thôi bây giờ tụi mình im lặng đó đi. Để đây. Ok ok. Im lặng đó đi. Thôi em hôn nè. 1 2 3 À, nè, đây nè, đây nè, chiến thuật, chiến thuật. Một bài hát thôi là em biết liền. Lối cũ ta về. Lối cũ ta về. Đúng, đúng, đúng. Có thật sự không ạ? Tin anh thì chết. Nhưng mà nó có hai cái khía cạnh lối cũ á. Lần một là lối cũ là vài chỗ bên như cũ, hoặc là Ngọc phải đập vào bên cũ. Đúng rồi. Lối cũ ta về. Tắt anh luôn, tắt anh luôn, tắt anh luôn. Tiếc. Anh nhắc chị lộ quá. Em tin anh Luật. Đúng rồi, hay quá em ơi. Nhưng mà anh nói vậy là chị Ngọc đâu có tin anh đâu. Để chế bột vô Giang. Tiếp tục đi Giang. Tiếp tục đi. 1 2. Để em chăm mừng yên. 3 Chà, dẫn lối cũ ta về à. 3 Chà, dẫn lối cũ ta về à. Có đúng không Giang? Giang ơi. Giang ơi. Trời ơi, nhạc hỗ trợ nữa kìa. Nhạc hỗ trợ nữa kìa. Dưới lên 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 lên. Là dần sao? 1 2 3. Là dần không dần? Thật sự luôn, mới đầu tiên thấy vừa mà giờ thấy thương cảm luôn á.